Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm và chúc Tết huyện Phong Điền nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc Giáp Thìn 2024. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Phong Điền thông tin những nét chính về kinh tế xã hội năm 2023, định hướng phát triển trong năm 2024, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận, biểu dương những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền trong năm 2023. Chia sẻ về định hướng năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị địa phương nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ vì nhiệm vụ chính trị chung mà cố gắng hết mình, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh và cuộc sống ổn định của nhân dân. Nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính bứt phá của năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng địa phương cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là việc thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu quan trọng, hoàn thành đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Trong không khí vui tươi của những ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền.